Chào mừng các em đến với buổi học hôm nay. Thì chúng ta học hôm nay sang cái bài cặn lắng nước tiểu. Thì cặn lắng nói đến nước tiểu thì chúng ta cần phải lấy mẫu nước tiểu, và mẫu nước tiểu ở đây. Thì mẫu nước tiểu ở đây thì lại phải là mẫu nước tiểu mới lấy ở phần giữa cái tiểu, đựng trong một cái bình chứa sạch côn trùng. Sau khi lấy thì chúng ta phải thực hiện trong vòng 1 giờ sau khi lấy, vì để lâu các tế bào sẽ bị hư. Xét nghiệm nước tiểu, cặn lắng nước tiểu để làm gì? Thì chúng ta thấy là trong nước tiểu có những cái thành phần hữu hình, tức là chúng ta nhìn thấy rõ hình, rồi có các cái chất quang, rồi các cái màu sắc, kích thước, thì tạo thành trong quá trình của chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta, hay là bệnh nhân mắc một số cái bệnh lý. Thì đương nhiên là nó dư thì nó sẽ thải ra ngoài nước tiểu qua thận, bằng quang. Kỹ thuật thì chúng ta sẽ cho nước tiểu vào, chúng ta sẽ ly tâm, rồi chúng ta sẽ lấy cái cặn đó, chúng ta cho thuốc nhuộm vào cái cặn, và chúng ta sẽ nhỏ cặn lên lem và chúng ta soi. Thì thông thường thì vật kính 40 thì nhìn rất là rõ, có những một số cái hình thể thì nó rõ to trên vật kính 10, các em cũng đã quan sát được rồi. Thì khi mà quan sát thì em sẽ nhìn thấy những cái hình thể rất rõ, ví dụ như cái hồng cầu. Ở đây là các em nhìn thấy những cái hồng cầu, xem kẽ các cái bạch cầu này. Đó, xem kẽ các bạch cầu ở đây. Rồi các em có nhìn thấy các tế bào biểu bì. Thì đối với cái hồng cầu này, thì ở trong nước tiểu thì nó trung hòa hay là axit, thì hình hồng cầu nó biến đổi theo cái độ đậm đặc và phản ứng của nước tiểu. Cho nên là cũng có thể có hình răng cưa nếu nước tiểu mà đậm đặc, là phồng lên trong nước tiểu loãng. Rồi đối với cái bạch cầu, là những cái tế bào màu trắng và nó to hơn cái hồng cầu này. Thì những cái bạch cầu này, nhìn nhân nó có thường bắt màu tím nhạt, khi các bạn soi các bạn sẽ thấy nó có cái màu tím nhạt ở đây. Đối với tế bào biểu bì này thì tế bào vi niệu quản là tế bào có nhân, tía rộng rất rõ, bào tương thì chiếm ít. Ở tế bào bằng quang thì tế bào lớn, tế bào vi niệu quản nhân bắt màu tím xanh và có một lớp tương bào nhiều hơn. Thì đối với trụ thấu quang, ở đây thì tôi thấy trụ nó là trong suốt, thì cái hình các bạn nhìn thấy nó trong suốt. Nếu mà các bạn dùng ánh sáng yếu, tức là lúc này các bạn soi vào kính 10 ấy, thì ánh sáng nó yếu hơn, các bạn sẽ nhìn rõ cái trụ thấu quang này. Trụ nó tan trong nước và do đó thì nếu như mà nước tiểu loãng thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái trụ thấu quang này nhé. Chúng ta sang thứ hai là cái trụ bạch cầu. Trụ bạch cầu này thì bao gồm những cái bạch cầu đa dạng màu tía đến kem hay là xanh nhạt. Thì trong cái môi trường ở đây nó thấu quang thì nó màu cái hồng nhạt. Thế các bạn nhìn trên kính hiển vi cái này sẽ rõ. Rồi cuối cùng là đến trụ hạt. Trụ hạt thì chúng ta thấy là trụ hạt thì nó có hai loại là hạt mịn và hạt thô. Thì đối với hạt mịn thì các hạt hơi ăn màu màu tía trong, chủ thể thấu quang màu hồng nhạt. Hạt thô thì hạt lớn ăn màu tía trong và chủ thể thấu quang cũng màu hồng nhạt. Chúng ta sang cái trụ tế bào. Trụ tế bào thì nó tạo bởi các cái tế bào thượng bì có nhân màu tía trong một chủ thể thấu quang màu hồng nhạt. Rồi đây là các cái trụ này. Rồi chúng ta có thêm cái trụ mỡ ở đây. Trụ mỡ thì hình thành do những tế bào mỡ có chỉ số khúc xạ cao nhất, và mỡ thì nó tan trong enzyme. Và đây là trụ hồng cầu. Thì trụ hồng cầu này thì nó chứa các cái hồng cầu, nó không ăn màu hay hay có cái màu tím nhạt. Và tiếp theo, chúng ta có các cái tinh thể khác. Ví dụ như cystin. Cystin ở đây thì chúng ta sẽ thấy là ở cystin thì nó có các cái hình đĩa lục giác không màu.
rất chiết quang, và những cái đầu rõ và dài hiện ra riêng rẽ hay là thành chùm, nó tan trong NaOH và axit đậm đặc. Nếu như các bạn thấy cái trụ này các bạn cho axit và bazơ thì nó sẽ tan ra. Tiếp theo là calcium oxalate. Calcium oxalate thì nó có trong cái nước tiểu mà axit. Nước tiểu axit là cái nước tiểu mà có thể cái pH nó thấp á. Rồi kiềm, rồi trung tính. Ở đây thì chúng ta thấy là hình nó giống như cái bao thư, không màu, có hình tam góc. Hình quả tạ thường rất là nhỏ và nó có thể tan trong axit. Và cái cùng tiếp là cái hippuric acid. Cái acid này thì nó có trong nước tiểu axit, kiềm trung tính. Chúng ta thấy nó có hình lăng trụ hay là đĩa mỏng, không màu đến màu vàng, nó tan trong cái CH3COH 30% và ete. Thì acid chúng ta nhìn thấy nhiều khi các bạn xét nghiệm thì cứ hay gọi là acid là hình trụ, acid là hippuric, người ta các bạn nhiều khi hay gọi là hình con tài như thế. Tiếp theo chúng ta thấy có cái canxi carbonate. Canxi carbonate thì hình hạt không màu, hình quả cầu hay quả tạ, tan trong CH3COH và cho bọt hơi. Đó. Tiếp theo là ammonium biuret. Ammonium biuret thì nó có hình quả cầu, có gai, có thể như cái gai xung quanh, hình quả tạ hay là bó kim mà màu vàng lục. Khi trình trên kính hiển vi các hình, thầy thấy mô tả giống như này chúng ta sẽ kết luận. Và tiếp theo là triple phosphate. Triple phosphate thì nó có trong cái nước tiểu kiềm trung tính và axit. Và cái phần trên nắp quan tài giống như là giống như cái tinh thể ở trên, và chúng ta thấy là có lăng trụ hình lông chim hay là hình lá cây. Acid uric. Acid uric thì nó từ không màu cho đến màu vàng. Từ hình cánh hoa, lăng trụ, hình đĩa, hình thoi đến đa giác. Rồi, amorphous. Amorphous thì nó thường là cái hạt đỏ gạch, khi hơi nóng thì nó tan. Thường thì các bạn soi cái này qua kết luận cho bệnh nhân luôn, chứ còn cũng không mấy ai đi hơi nóng. Calcium urate. Tiếp theo là calcium urate. Thì khi nhìn những cái hình này các bạn thì thấy nó sẽ có những cái hình chiết sáng sáng như thế này, và khi soi trên các cái nước tiểu chúng thấy nhìn rõ lắm. Có những cái trường hợp là nước tiểu của những đứa trẻ nó cũng có, tại vì có thể là ở đứa trẻ nó cũng có cái bệnh lý liên quan đến thận đó. Tiếp theo là đến vi nấm. Rồi chúng ta cũng có thể nhìn thấy vi khuẩn và tinh trùng. Thì tinh trùng thì chúng thấy là cái hình bầu dục có đuôi dài. Thì tinh trùng thì nó cho kết quả theo cái sự hiện diện, nó có người có người không. Cái này thì tùy vào cái mẫu của bệnh nhân. Xét nghiệm lắng nước tiểu thì dựa vào các cái hình xem, khi mà các bạn thấy thì các bạn thường nghĩ đến những cái bệnh như là tiểu đường, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiểu, tăng huyết áp. Những bệnh này thì nó đều có thể dẫn đến ảnh hưởng đến thận. Thứ hai là nước tiểu có màu hoặc có mùi hôi, sau khi tiểu, tiểu buốt, đau sườn, có máu trong nước tiểu, sốt, sốt mà người ta nghi bệnh liên quan đến thận. Rồi một số bệnh khác về thận hoặc đen. Rồi chúng ta làm lượng giá, cái cấu hình thứ nhất là hình sau nó chỉ cái trụ gì đây. Các bạn nhìn hình các bạn biết là vở cho cô. Cái hình số 2. Chúng ta có 4 hình, các bạn cũng viết tên cho cô. Số 3 chúng ta có 3 cái hình ở đây. Số 4 chúng ta cũng có 3 hình, các bạn cũng viết tên chú thích cho cô. Và số 5 chúng ta cũng có 3 hình, các bạn viết tên các hình cho cô.
Khi mà làm như thế thì có những cái nguyên nhân dễ sai lầm dẫn đến như là để nước tiểu quá lâu hay là nhận định sai. Ví dụ như trụ mỡ thì nhận định thành trụ uric hay là vân vân. Cái gì mà giống giống nhau. Như vậy các bạn nhớ lý thuyết đi cô. Cách ghi kết quả đối với tế bào hồng cầu, bạch cầu, tế bào bì, trụ. Sau khi quan sát ở vật kính 40 thì chúng ta ghi các cái kết quả, ví dụ như là hồng cầu thì 3 đến 5 trong một quang trường, hay là 5 đến 6 trong một quang trường, tức là một lần mắt các bạn nhìn vào các bạn thấy bao nhiêu, các bạn ghi rõ cái số lượng cụ thể cho cô. Đối với các loại tinh thể nấm vi trùng thì tùy theo số lượng ít hay nhiều mà ta đánh giá 1 cộng cho đến 4 cộng. Rồi, cảm ơn cả lớp đã chú ý lắng nghe.